Man City mất Kevin De Bruyne ở đại chiến Arsenal sẽ là mở màn bản tin ngày 20 tháng 9. Ngoài ra, nhiều cập nhật hay về Man City sẽ có trong bản tin hôm nay. Chào mừng anh chị em đã trở lại với Man City Homies. Đừng quên đăng ký và ấn rung chuông để không bỏ lỡ những thông tin thú vị với câu lạc bộ thân yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Man City mất Kevin De Bruyne ở đại chiến Arsenal. Kevin De Bruyne đã gặp chấn thương trong trận hòa không bàn thắng của Man City với Inter tại Champions League và buộc phải rời sân trong hiệp 1. Phát biểu sau trận hòa của Man City, Pep Guardiola xác nhận De Bruyne sẽ được các bác sĩ của đội đánh giá trước trận đấu với Arsenal vào Chủ nhật. Tuy nhiên, tờ Mirror đưa tin rằng màn xanh không muốn mạo hiểm với De Bruyne trong trận đấu với đội bóng của Mikel Arteta. Điều này có nghĩa là tiền vệ này sẽ phải ngồi ngoài tại sân vận động Etihad vào cuối tuần này. Nguồn tin trên cũng cho biết thêm rằng chấn thương của De Bruyne không quá nghiêm trọng, anh sẽ không nghỉ giải hạn. Trong khi đó, Pep Guardiola khẳng định rằng ông không lo ngại về việc Rodri, Phil Foden và Ilkay Gundogan có ít thời gian ra sân trước trận đấu giữa Man City và Arsenal. Rodri đã có lần ra sân đầu tiên trong mùa giải khi hòa với Inter, trong khi cả Foden và Gundogan đều được tung vào sân thay người. Khi được hỏi liệu trận đấu với Arsenal vào Chủ nhật có mang lại thử thách tương tự như trận đấu mà Inter đã mang lại cho Man City hay không, huấn luyện viên Pep Guardiola trả lời: "Tôi không biết. Tôi không biết ý tưởng của Mikel Arteta về cách Arsenal sẽ chơi. Tôi sẽ phải đọc và điều chỉnh nó. Nhưng đó là một đội bóng đáng kinh ngạc khác. Họ phòng ngự rất tốt. Họ không để thủng lưới. Họ thật sự giỏi ở nhiều khía cạnh. Họ kiểm soát mọi thứ. Họ là thách thức lớn nhất, là ứng cử viên vô địch trong hai mùa giải gần đây. Họ đã ở đó và họ sẽ ở đó trong nhiều năm nữa, vì họ tạo ra một đội hình sâu hơn, một đội bóng trẻ." Man City có thể bị loại khỏi tất cả các giải đấu vì 115 cáo buộc. Phiên điều trần về 115 cáo buộc vi phạm tài chính của Man City ở Premier League đã bắt đầu từ thứ Hai. Man City bị cáo buộc vi phạm tài chính trong 9 năm kể từ năm 2009. Premier League buộc tội Man City không cung cấp thông tin tài chính chính xác và không cung cấp chi tiết chính xác về các khoản thanh toán cho cầu thủ và huấn luyện viên. Một cuộc điều tra đã được tiến hành bởi tờ báo Đức là Der Spiegel công bố các tài liệu vào năm 2018, và Man City bị cáo buộc nhận tiền từ chủ sở hữu thông qua các nhà tài trợ ở UAE. Nhiều người nghĩ rằng hình phạt nghiêm khắc đang chờ đợi sẽ là Man City phải xuống hạng, trừ điểm hay phạt tiền. Nhưng theo tờ Telegraph, Man City đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi tất cả các giải đấu mà họ tham dự. Hầu hết các đội bóng Premier League đều không chấp nhận án phạt trừ điểm một lần nếu Man City bị kết tội. Nhiều đội còn yêu cầu trục xuất Man City khỏi giải đấu. FA Cup và League Cup cũng có luật cho phép họ loại Man City nếu đội bóng này bị trục xuất khỏi Premier League. Việc tham dự Cúp Châu Âu cũng trở nên mông lung hơn. Các đội cần giấy phép câu lạc bộ của UEFA để tham dự các giải đấu Cúp Châu Âu. Premier League, UEFA và FA đều có tiếng nói trong việc quản lý các giấy phép này. Ruben Dias, Man City luôn biết mình là ai. Sau trận hòa Inter, trung vệ Ruben Dias tỏ ra tiếc nuối khi không thể cùng đội nhà chiến thắng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha thừa nhận đội nhà cần cải thiện nhiều điều để trở nên tốt hơn. Ruben Dias chia sẻ: "Man City hôm nay không thể ghi bàn. Chúng tôi đáng ra đã có thể làm được. Toàn đội đã có những cơ hội, nhưng đáng tiếc là không tận dụng thành công. Bóng đá là như vậy. Chúng tôi có rất nhiều điều cần phải cố gắng để cải thiện trong thời gian tới. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của mùa giải mà thôi. Các thành viên của Man City luôn biết mình là ai. Hôm nay tôi nghĩ rằng toàn đội đã thi đấu ở trình độ rất cao. Toàn đội đã chơi một trận đấy căng thẳng trước một đối thủ mạnh. Inter Milan là đối thủ mạnh và chúng tôi hiểu rằng đánh bại họ không phải nhiệm vụ dễ dàng. Có thời điểm Man City ở rất gần bàn thắng nhưng lại không thể ghi bàn. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ điều này để tiến bộ hơn." John Stones từng muốn rời Man City. Năm 2016, John Stones rời Everton để gia nhập Man City với mức giá 50 triệu bảng. Trong suốt thời gian qua, cầu thủ sinh năm 1994 góp công lớn cho hành trình vô địch của Man City ở tất cả các đấu trường. Tuy vậy, có thời điểm John Stones từng lo lắng và có ý định rời Man City vì không thể tìm được suất đá chính. Trong buổi chia sẻ mới đây với BBC, Stones cho biết vào năm 2020, hậu vệ này đã lên kế hoạch rời Man City. Cụ thể, Stones chia sẻ: "Trong khoảng một năm, tôi không được ra sân nhiều ở Man City, cũng không được lên đội tuyển Anh. Đó là khoảng thời gian tôi thấy mất tinh thần và không biết phải làm thế nào ngay từ đầu. Tôi cảm thấy rất tự ti khi mình không được thi đấu. Khi tâm lý bất ổn, bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ bản thân mạnh mẽ. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng giờ mình có hai lựa chọn, hoặc là chấp nhận ra đi, hoặc ở lại để chiến đấu giành vị trí. Tôi muốn chứng tỏ rằng mình đủ năng lực và xứng đáng chơi cho Man City. Tôi tập luyện chăm chỉ hơn, sinh hoạt điều độ hơn,
tôi làm mọi cách để trở thành một cầu thủ tốt hơn, và may là mọi thứ sau cùng đã có kết quả. Thời điểm được John Stones nhắc tới là vào năm 2020. Khi ấy, cầu thủ này phải vật lộn với chấn thương. Sau đó là quãng thời gian John Stones phải ngồi dự bị liên tục ở đầu mùa giải 2020-2021. Sự xuất hiện của Ruben Dias và Nathan Ake trong mùa giải 2020 càng khiến vị trí của Stone lung lay dữ dội. Hậu vệ người Anh đã đề xuất với huấn luyện viên Pep Guardiola về việc ra đi, nhưng Pep không đồng ý. Ông giữ Stone lại, và cầu thủ sinh năm 1994 đã gắn bó với Man City tới thời điểm này. Thậm chí, một năm sau thời điểm Stone muốn ra đi, cầu thủ này đã gia hạn tới năm 2026 với Man City. Đến đây thì video ngày hôm nay của Man City cũng xin được phép khép lại. Nếu thấy video này hay, hãy gõ vào nút đăng ký, rung chuông một phát để anh em có thể xem những tin tức cập nhật nhanh nhất, những phân tích và bình luận sâu sắc nhất, những điểm nhấn chiến thuật và những câu chuyện bên lề thú vị của Man City, duy chỉ có tại Man City Home Store nha.